Nhằm đối phó lại thực trạng đường sắt đang bị mất dần thị phần do cao tốc phát triển nhiều, mới đây Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký thỏa thuận hợp tác khai thác du lịch bằng đường sắt nhằm phát huy lợi thế ngành, tìm kiếm thị trường tại vùng đất du lịch Lào Cai, Tây Bắc. Theo đó, Đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức chạy thêm một đôi tàu nhanh chất lượng cao, hành trình Hà Nội-Lào Cai và ngược lại. Đường sắt Hà Nội cũng sẽ xây dựng nhiều chính sách khuyến mại, giảm giá dành tặng khách tham quan đi Lào Cai, Tây Bắc năm 2017. Các doanh nghiệp tổ chức tour du lịch bằng đường sắt thông qua các hiệp hội du lịch được giảm 20% giá vé. Thì chúng tôi cũng có cái chính sách là sẽ giảm giá cho các cái đối tượng trong cái khung giá khoảng từ 5-20%. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn xác định là cùng với việc giảm giá thì phải nâng cao chất lượng là chính, chứ không chỉ nhằm vào cái giảm giá. Và chúng tôi muốn là đưa lên đó nhiều cái dịch vụ mới, nhiều cái dịch vụ mà quý khách từ trước đến giờ có nhu cầu, nhưng mà cái điều kiện cũ là chúng tôi chưa hoạt động được. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ hợp tác với ngành đường sắt để cùng nhau triển khai thực hiện tốt năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc và để đưa các sản phẩm du lịch trên đến gần với du khách trong và ngoài nước, kết nối chặt chẽ với vận tải đường sắt để khai thác những lợi thế của loại hình vận tải này. Lào Cai mong muốn là ở trên mọi phương diện thì mọi cái kênh giao thông có thể du khách đến với Lào Cai, thì cái việc mà để mà tăng cường cái lượng khách kết hợp với đường sắt để tăng cường cái lượng khách du khách đi bằng đường sắt đến các điểm Lào Cai là một trong những cái điểm mà Lào Cai cần phải tăng cường quảng bá xúc tiến để làm sao có thể giảm tải được và cũng như là tăng cường được cái lượng khách du lịch lớn nhất đến với Lào Cai. Tuyến Lào Cai chiếm khoảng 30% sản lượng của đường sắt Hà Nội. Sau khi tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thông xe, lượng khách trên tuyến bị sụt giảm nghiêm trọng, do đó kết nối đường sắt với du lịch Lào Cai là một hoạt động ý nghĩa để đường sắt tìm lại thị trường.